Mỹ rất vui mừng khi tiếp tục đồng hành cùng quý vị khán giả trong bản tin thế giới. Ngay sau đây là một số tin tức đáng chú ý sẽ xuất hiện trong bản tin ngày hôm nay. Tấn công khủng bố ở một nhà tù tại Phi Luật Tân, hơn 150 tù nhân trốn thoát. Vừa qua, vào ngày thứ Tư, 4 tháng Giêng, thì một nhóm binh lính có võ trang có liên hệ với các phiến quân Hồi giáo đã tấn công một nhà tù ở miền nam Phi Luật Tân, giết chết một cai tù và giải thoát hơn 150 tù nhân. Các nhà chức trách địa phương cho biết, Phi Luật Tân bị ảnh hưởng nặng nề bởi các cuộc nổi dậy của các nhóm phiến quân Hồi giáo trong những thập kỷ gần đây. Mặc dù Tổng thống nước này, ông Rodrigo Duterte, nỗ lực tiêu diệt các nhóm khủng bố và những kẻ buôn lậu ma túy, nhưng số lượng các nhóm phiến quân vẫn tiếp tục mở rộng, đặc biệt về khu vực các quần đảo phía nam quốc gia này. Được biết, các tay súng tấn công nhà tù đã nổ súng về phía các cai tù, giết chết một người và làm bị thương một số người khác. Sau đó giải thoát cho hơn 100 tù nhân trong tổng số 1.511 người bị giam giữ ở nhà tù này. Và năm 2014, thì chính phủ Phi Luật Tân đã ký kết một hòa ước với MILF là một nhóm phiến quân Hồi giáo lớn nhất ở nơi đây. Tuy nhiên, các cuộc đụng độ và tấn công vẫn thường xuyên xảy ra giữa quân đội chính phủ và những nhóm khủng bố nhỏ hơn. Diễn tiến cuộc điều tra vụ khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ. Thưa quý vị, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ ngày 3 tháng Giêng đã bắt giữ hai người đàn ông ở phi trường của Atatürk của thành phố Istanbul bị tình nghi có liên quan tới vụ tấn công khủng bố ở hộp đêm ngày đầu năm mới làm cho 39 người chết. Nhân viên điều tra đã bắt giữ và thẩm vấn tổng cộng 16 người nhưng vẫn tiếp tục mở rộng cuộc điều tra riêng về thủ phạm chính. Cảnh sát cho biết đã nhận dạng được thủ phạm qua băng thu hình, an ninh và tìm được dấu tay của hắn nhưng vẫn chưa biết được tên tuổi hay là quốc tịch. Vụ khủng bố xảy ra 3 ngày trước nên càng để lâu thì càng bất lợi cho cuộc điều tra. Một số tin mới nhất cho biết là thủ phạm đã tự chụp hình rồi đăng trên trang web của Telegram thường ủng hộ quân ISIS. Điều này đã cho thấy hắn có thể có liên hệ với ISIS. Tuy nhiên, tới giờ vẫn chưa biết rõ tên này có phải đã từ Syria tới Thổ Nhĩ Kỳ gây án hay là không. Cũng chưa biết hắn tự hành động một mình vì bị thúc đẩy hay là có ISIS hướng dẫn. Các chuyên gia phân tích cách thức hành động cho thấy tên này đã từng được huấn luyện chiến đấu. Một viên chức Hoa Kỳ cũng cho rằng quân ISIS có thể đang giúp tên này ẩn náu vì có mạng lưới ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tình hình chiến sự ở thành phố Mosul của Iraq. Thưa quý vị, các đoạn phim đăng trên trang web của Armored của lực lượng các quốc gia Hồi giáo ISIS vào ngày 3 tháng Giêng cho thấy là quân ISIS đang tiếp tục giao tranh với quân đội chính phủ Iraq ở phía đông thành phố Mosul. Hai bên đã đụng độ nhau tại nhiều nơi và trên đường phố cũng như là trong các khu nhà. Quân đội chính phủ đang nỗ lực đẩy lùi quân ISIS ra khỏi Mosul thì vấp phải sự chống trả mãnh liệt, bất ngờ của đối thủ. Trong những ngày vừa qua, thì quân ISIS còn đồng thời tấn công vào các căn cứ của chính phủ nằm bên ngoài thành phố Mosul. Và mới đây, còn cắt đứt một con đường lưu thông từ Mosul tới thủ đô của Baghdad. Kể từ khi mở một cuộc tấn công đầu tiên để tái chiếm lại Mosul từ tay quân ISIS hồi tháng 10 năm ngoái, thì quân đội chính phủ chỉ mới chiếm được 1/4 thành phố. Nga và Philippines tăng cường quan hệ thân hữu. Tân Tổng thống Rodrigo Duterte của Philippines từ khi lên nhậm chức đã đẩy quan hệ giữa Philippines với Hoa Kỳ vào chỗ nguy hiểm vì tuyên bố nhiều điều quá đáng và còn cắt đứt nhiều ràng buộc về quân sự trong khi lại trở nên thân thiết với Nga và Trung Quốc. Dấu hiệu rõ nhất chứng tỏ chính sách ngoại giao mới của Philippines là Nga đã đưa hai chiến hạm tới thủ đô của Manila vào tuần này, đánh dấu lần đầu tiên hải quân hai nước liên lạc với nhau. Đại sứ Nga tại Philippines nhấn mạnh lần này sẽ tuyên bố Philippines cần mở rộng quan hệ và tìm kiếm thêm đồng minh bên cạnh các đồng minh cũ, còn Nga thì sẵn sàng trở thành một đồng minh mới, đáng tin cậy cung cấp cho Philippines các vũ khí tối tân thay thế cho Hoa Kỳ mà không can thiệp vào nội bộ của Philippines. Gần một tháng trước khi Nga đưa chiến hạm tới Philippines, thì Tổng thống Duterte đã cử hai tổng trưởng ngoại giao và quốc phòng tới Nga để thương lượng mua vũ khí sau khi có tin một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ muốn ngăn chặn không bán cho Philippines 25.000 súng trường vì lo ngại sẽ gây thêm thương vong trong cuộc chiến chống buôn lậu ma túy. Brazil cải tổ lại hệ thống nhà tù sau vụ bạo loạn ở Manaus.
Thưa quý vị, ngày 3 tháng Giêng, thì Tổng trưởng Tư pháp của Brazil đã đưa ra kế hoạch cải tổ lại hệ thống nhà giam ở Brazil sau khi xảy ra vụ bạo loạn băng đảng đánh nhau ngày 1 tháng Giêng tại nhà tù ở thị trấn Manaus, làm cho 56 người chết. Vụ bạo loạn tại nhà giam dữ dội nhất trong 20 năm qua đã làm rúng động cả nước, dù tình trạng bạo loạn trong nhà tù vẫn thường xuyên xảy ra do số tù nhân tăng quá mức. Giới hữu trách cho biết là hiện có khoảng là 600.000 người bị giam trong các nhà tù, không có đủ nhân viên cai quản, trong khi các vụ tranh chấp về ma túy ngày càng nhiều, nên sắp tới còn có thể xảy ra nhiều vụ bạo loạn khác. Bắt đầu cuộc cải tổ lần này là 231 tù nhân từ trại tù nổi loạn đã được dời tới một trại bỏ hoang khác gần đó để đảm bảo an toàn. Và sắp tới thì chính quyền sẽ xem xét mở thêm nhiều nhà giam mới. Theo các tổ chức nhân quyền, thì tình trạng các nhà giam ở Brazil thuộc vào hàng tệ hại nhất trên thế giới, có tới 42% người bị giam đang chờ xét xử, trong khi các nhà tù trên thế giới trung bình chỉ có 20%. Quân nhân Israel bị kết án vì giết một người Palestine. Vừa qua ngày 4 tháng Giêng, thì Tòa án Israel đã xử một quân nhân tội sát nhân vì đã giết chết một người Palestine, đi tấn công người khác ở khu Tây Ngạn, dù người Palestine này đã bị thương và không còn cử động được. Hàng trăm người thuộc phe hữu đã sẵn sàng để ủng hộ bị can trong khi chờ nghe phán quyết. Trước đó, phe hữu đã cùng với gia đình vận động tha tội cho bị can. Phía quân đội cho rằng, dù số vụ tấn công của người Palestine có gia tăng, thì quân nhân bất tuân thượng lệnh và tấn công lại vẫn không thể tha thứ được. Tòa án quân sự gồm 3 thẩm phán đã bác bỏ lập luận của bị can, cho rằng mình giết người chỉ để tự vệ và còn tuyên bố bị can giết người để trả thù cho một người bạn quân nhân đã bị đâm ở khu Tây Ngạn. Luật sư biện hộ cho rằng tòa quá nghiêm khắc và nhất định sẽ kháng cáo cho thân chủ. Tổng trưởng Bộ Quốc phòng Israel thì kêu gọi mọi người kiềm chế và tôn trọng quyết định của tòa. Phía gia đình nạn nhân người Palestine thì tỏ ra hài lòng với phán quyết. Tội sát nhân ở Israel có thể lãnh bản án tối đa là 20 năm tù giam. Báo Charlie Hebdo ra số đặc biệt kỷ niệm 2 năm ngày bị khủng bố. Thưa quý vị, ngày 4 tháng Giêng, tờ báo châm biếm Charlie Hebdo ở Pháp đã ra số đặc biệt với một bức hí họa trên trang bìa kỷ niệm tròn 2 năm ngày tòa soạn bị quân Hồi giáo cực đoan nổ súng tấn công sát hại 12 người. Các thủ phạm trốn thoát sau vụ tấn công đã bị cảnh sát truy đuổi và bao vây rồi bắn chết tại một nhà in ở phía bắc Paris trong cùng ngày. Vụ tấn công ở báo Charlie Hebdo ngày 7 tháng Giêng năm 2015 đã mở màn cho hàng loạt vụ tấn công khác ở khu vực thủ đô Paris trong năm đó. Nặng nề nhất là vụ nổ súng tấn công và nổ bom nhiều nơi cùng một lúc vào hồi tháng 11 làm cho 130 người chết hai năm sau. Các thảm cảnh đó, dân chúng Pháp vẫn không thể quên và đang chuẩn bị tưởng niệm các nạn nhân ngay tại từng địa điểm đã xảy ra khủng bố. Nghi phạm thứ hai trong vụ tấn công chợ Giáng sinh ở Berlin đã bị bắt. Vừa qua, đại diện của Văn phòng Biện lý Chính quyền Liên bang Đức ngày 4 tháng Giêng thông báo đã bắt giữ một người thứ hai bị tình nghi có liên quan tới vụ tấn công khu chợ Giáng sinh ở thủ đô Berlin bằng xe tải ngày 19 tháng 12 vừa rồi, làm cho 12 người chết. Người mới bị bắt là một thanh niên gốc Tunisian, 26 tuổi, đã từng ăn tối chung với một người có tên là Anis Ami, là thủ phạm đã lái xe tấn công khu chợ chỉ một ngày trước khi sự việc xảy ra. Hiện giờ thì vẫn chưa có đủ bằng chứng để truy tố người này về tội đã tham gia vào vụ khủng bố, nhưng có bằng chứng cho thấy nghi phạm từng gian lận tiền trợ cấp xã hội cần phải điều tra. Nhà chức trách đã lục soát căn phòng cho thuê của nghi phạm thứ hai và đang kiểm tra các tin tức thu thập được từ các dụng cụ dùng để liên lạc, tịch thu được trong khi lục soát để tìm ra các bằng chứng mới. Ký giả Afra Shawqi Al-Qaishi ở Iraq được thả tự do. Vừa qua, gia đình và giới hữu trách ở Iraq cho hay là nữ ký giả Al-Qaishi là người đã bị một nhóm người có súng xông vào nhà bắt cóc hồi tuần trước, vừa mới được thả ra nhưng không cho biết nhiều chi tiết. Ký giả Al-Qaishi thường hay viết bài về các vấn đề gây bất bình trong xã hội, đăng lên các trang web có đông độc giả, nhất đồng thời cũng là một công chức ở Bộ Văn hóa Iraq.
Đích thân Thủ tướng Haider al-Abadi đã gọi điện thoại hỏi thăm bà al-Qaisi sau khi được thả xem bà có khỏe mạnh bình thường hay là không. Bà al-Qaisi đã bị một nhóm người mặc thường phục đi trên 3 chiếc xe tải tới nhà bắt đem đi một nơi bí ẩn vào tối ngày 26 tháng 12. Ngoài ra còn ăn cướp một số đồ quý giá trong nhà. Thủ tướng al-Abadi đã ra lệnh mở một cuộc điều tra đầy đủ và truy tố thủ phạm. Thống kê của tổ chức ký giả không biên giới cho thấy Iraq là một trong những nước mà giới ký giả thường hay gặp nguy hiểm nhất. Diễn tiến cuộc điều tra vụ đại sứ Hy Lạp ở Brazil bị sát hại. Một đoạn băng ghi hình an ninh tại nhà của ông Kyriakos Amiridis là một đại sứ Hy Lạp tại Brazil cho thấy cảnh sát viên thú nhận đã giết chết ông Amiridis từng vào nhà của ông này cùng với một người khác, sau đó đã lái một chiếc xe bỏ đi. Trong xe có thể là thi thể của ông đại sứ. Kết quả điều tra cho biết là bà vợ của ông đại sứ đã ngoại tình với nghi phạm và thẳng nhiên báo tin chồng mất tích cho cảnh sát hôm ngày 28 tháng 12. Ngày 30 tháng 12, thì nghi phạm thú nhận với cảnh sát đã giết ông đại sứ ngay tại tư gia ở Rio de Janeiro sau khi đã lập mưu với bà vợ của nạn nhân vài ngày trước. Bà vợ và nghi phạm đã bị bắt giữ cùng với một người họ hàng của viên cảnh sát được mướn 25.000 Mỹ Kim để canh gác trong khi án mạng xảy ra và sau đó khiêng xác đi thủ tiêu. Sau khi biết được sự việc, thì Tổng thống Brazil đã viết thư cho Thủ tướng Hy Lạp bày tỏ sự đau buồn và ngỏ lời chia buồn với gia đình nạn nhân và chính phủ Hy Lạp, nhưng phía Hy Lạp lại không trả lời hay tỏ thái độ gì. Thưa quý vị, bản tin thế giới vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Trước Mỹ rất chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi cho chương trình. Chúc cho quý vị có một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.